Nhiệm vụ kế tiếp chúng mình phải làm gì vậy các em? À, viết thương dưới dạng phân số. Vậy 8 chia 15 viết dưới dạng phân số là bao nhiêu? 7 chia 3 viết dưới dạng phân số là bao nhiêu? 45 chia 100 sẽ bằng phân số là mấy? 11 phần 11 chia 26 sẽ là phân số bao nhiêu? Chia 15, ta có thể viết như dạng phân số là 8 phần 15. 8 chia 15 bằng 8 phần 15. 7 chia 3 bằng 7 phần 3. 45 chia 100 bằng 45 phần trăm. 11 chia 26 bằng 11 phần 26. Số tự nhiên B chia số tự nhiên Q khác không? Được ký hiệu là B phần Q. Các em nhớ một điều, mẫu số phải là một số tự nhiên khác không nhé các em. Các em nhắc lại phần lưu ý này cùng thầy nào. Số tự nhiên B chia số tự nhiên Q khác không? Được ký hiệu là B phần Q. Lưu ý, mẫu số phải là số tự nhiên khác không? Nhiệm vụ kế tiếp chúng ta phải làm gì nào? À, viết số tự nhiên dưới dạng phân số. Các em ạ, số tự nhiên viết được dưới dạng phân số bằng cách nào? 32 là phân số bao nhiêu? 105 bằng mấy phần mấy? 1000 bằng mấy phần mấy? 1 bằng 6 phần mấy? 0 bằng bao nhiêu phần 5? 1 bằng 32 phần mấy? 1 bằng 45 phần mấy? 0 bằng mấy phần 2019? 2 1 bằng mấy phần 57? 0 bằng mấy phần 68? Trước khi làm bài này, chúng ta hãy nhớ lại kiến thức chúng ta vừa học. Thương của hai số tự nhiên có thể viết được dưới dạng phân số. Ví dụ lấy số tự nhiên B chia số tự nhiên Q, ta sẽ viết thành phân số là B phần Q. Điều kiện Q phải là một số tự nhiên khác không? Như vậy 32 bằng mấy chia mấy nào? À, 32 bằng 32 chia 1. Vậy 32 sẽ bằng 32 phần 105 bằng mấy chia mấy nào? 105 bằng 105 chia 1 bằng 105 phần 1. 1000 bằng mấy chia mấy nào? À, 1000 bằng 1000 chia 1. 1000 bằng 1000 phần 1. Vậy số tự nhiên viết được dưới dạng phân số có mẫu số là 1. Tiếp tục, 6 1 thì bằng 6 chia 6. 1 bằng 6 phần 6 đó các em. 0 bằng mấy chia 5 nào? 0 bằng 0 chia 5 bằng 0 phần 5. Lưu ý rằng phân số có tử số bằng 0
thì phân số đó bằng 0. Lưu ý kế tiếp, phân số bằng mẫu số thì phân số bằng 1. Các em hãy nhắc lại cùng thầy nào. Lưu ý thứ nhất, số tự nhiên viết dưới dạng phân số có mẫu số là 1. Lưu ý thứ hai, phân số có tự số bằng mẫu số thì phân số bằng 1. Lưu ý thứ ba, phân số có tự số bằng 0 thì phân số đó bằng 0. Tương tự như vậy, qua phần lưu ý, các em hãy điền nhanh kết quả vào các ô còn lại nhé. Một bạn 32 phần 32, một bạn 45 phần 45, không bạn 0 phần 2019, một bạn 57 phần 57, không bạn 0 phần 68. Các em nhé, qua phần này chúng ta cần nhớ 3 ý chính. Ý thứ nhất, số tự nhiên viết được dưới dạng phân số có mẫu số là 1. Ý thứ hai, phân số có tự số bằng mẫu số thì bằng 1. Ý thứ ba, phân số có tự số bằng 0 thì phân số đó bằng 0. Các em ạ, ba lưu ý trên cũng là nội dung mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Phân số, kiến thức về phân số. Số tự nhiên B chia số tự nhiên Q khác không được ký hiệu là B phần Q. Đó là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai, mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. Lưu ý thứ ba, số 1 có thể viết thành phân số có một tự số và mẫu số bằng nhau. Lưu ý cuối cùng, số 0 có thể viết thành phân số có tự số là 0 và mẫu số khác không. Chúng mình cùng lặp lại ghi nhớ nào. Ghi nhớ phân số. Ý thứ nhất, số tự nhiên B chia số tự nhiên Q khác không được ký hiệu là B phần Q. Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1. Số 1 có thể viết thành phân số có tự số và mẫu số bằng nhau. Số 0 có thể viết thành phân số có tự số là 0 và mẫu số khác không. Chúng mình, các em, về hãy học thuộc phần ghi nhớ này nhé.